Chào mọi người đã trở lại với kênh của mình. Chào bạn. Bây giờ có lịch thi học kỳ 1 chưa? Nói anh nghe. Học kỳ 1 rồi, chuẩn bị thi môn tiếng Anh. Mà bây giờ tụi em không biết gì hết nè. Ông mấy này ôn lại cho tụi em đi. Bây giờ ông muốn kẹp đâu? Tụi bay dùng cái não đi suy nghĩ đi. Suy nghĩ đi. Bà anh có ý kiến hay hả? Chia sẻ cho em nghe coi. Có gì đâu mà căng. Dễ mà. Chừng nào thi tiếng Anh á, cầm cái điện thoại lên, ngồi kế bên anh Vinh kia anh chị, chắc chắn là được 10 điểm rồi. Có khác nào gian lận đâu sư huynh. Chứ giờ em không biết tiếng Anh rồi vô thi không lẽ khoanh đại còn điểm với trung bình còn sao? Xem ra mình phải bỏ thời gian một ngày để mà ôn tập kiến thức tiếng Anh cho tụi nhỏ các bạn ơi. Tao có ý tưởng này hay lắm nè. Nói. Sẵn đang ôn thi cho mấy đứa thì mày quay phim lại tụi tách bọc này nói tiếng Anh luôn đi. Hay. Nhưng mà trước khi bắt đầu ôn tập á, anh cũng phải test trình độ của mấy em để nắm được năng lực, từ đó mới đưa ra cái phương thức luyện thi cho nó hiệu quả. Ví dụ như giờ sáng sớm ngủ thức dậy mình sẽ nói cái câu I want to have breakfast. Thì câu này nghĩa là cái gì vậy mấy đứa? À, cái câu tiếng Anh đơn giản như vậy mà mấy đứa cũng không biết nữa. Dùng cái đầu để suy nghĩ đi. Buổi sáng này chúng ta cần phải làm gì? Làm gì? Đi vệ sinh. Cho nên cái câu I want to have breakfast có nghĩa là tôi muốn đi vệ sinh. Cái anh sai rồi, nói lại. Nói lại. Anh giỡn với mấy đứa chút xíu thôi, có gì căng như vậy. Nghiêm túc đây nè. Sáng sớm cái đầu chúng ta chưa tỉnh táo đúng không? Đúng rồi. Vậy thì cần phải làm gì? Làm gì? Làm gì? Làm gì? Tập thể dục. Cho nên cái câu I want to have breakfast có nghĩa là tôi muốn tập thể dục. Mấy đứa phải nói gương anh Chí. Đây là tấm gương sáng của một kẻ học vô tiếng Anh. Anh Vinh, mấy em có cài một cái ứng dụng học tiếng Anh Duolingo, dễ xài mà còn học hiệu quả nữa chứ. Anh biết cái ứng dụng đó. Anh Vinh ơi, bây giờ anh nói quy tắc thử thách một ngày đó tiếng Anh cho tụi em nghe đi. Dễ. Ngày hôm nay mấy đứa muốn ăn món gì, muốn chơi trò gì hoặc là khát nước gì đó, mấy đứa cũng phải xin phép anh bằng một câu tiếng Anh. Ủa, lỡ như tụi em khát nước quá trời luôn rồi nhưng mà không có biết nói câu I am thirsty, vậy là bọn em phải nhìn khác hả anh? Phải. Đúng rồi, thử thách mà. Ở trong đây em là người học dốt tiếng Anh nhất nè, lỡ mẹ muốn làm gì mà không biết nói tiếng Anh ra sao thì có được phép hỏi mấy đứa không anh? Được chứ cơ. Đợi đi mấy đứa. Nam phía bên tay phải. Thử tay trái. Rồi đội Nam để tao quản lý cho. Đội nào thì vô lẹ. Chị đội nữ mình quản lý nha các bạn. Đã có mình ở đây thì chắc chắn không ai có thể ăn gian được hết trơn á. Ngon quá à. Anh Vinh đã nói làm sao? Muốn ăn cái gì? Muốn uống cái gì? Hay muốn chơi cái gì cũng phải nói một câu tiếng Anh, nghe chưa? Giờ em muốn ăn bánh này nè, em đọc là I like cake. Rồi. Em ăn tiếp đi cưng. Ê, nhìn vô áo tiên mà nói gương nha mấy đứa. Câu đó ai mà không biết tại. Anh Vinh đưa ra mấy thứ hách gì mà khó dữ trời. Vừa nói tiếng Anh mà lại chơi mấy môn thể thao mà chị với ẹt à. Rảnh rỗi không biết làm gì hay là mấy chị em mình chơi đá cầu nha. Nhưng mà chị đâu có biết đá cầu trong tiếng Anh nói làm sao đâu. Mình chỉ biết đá banh là play soccer, còn bơi lội là go swimming, còn đá cầu là gì trời? Đá cầu tiếng Anh đọc là sút thủ khóc kicking. Ủa sao chị biết cái từ đó hay vậy? Lúc rảnh á mình thường mở điện thoại vô ứng dụng Duolingo để học tiếng Anh nè. Chính xác, ứng dụng nó tiện ở chỗ là thứ nhất miễn phí, thứ hai hỗ trợ lên tới 40 loại ngôn ngữ khác nhau cho các bạn học đó nha. Ủa cái gì mà đã vậy? Tiên vô chổng nói với anh Chí coi tiếng Anh rồi đem cái cậu ra đây mấy chị em mình chơi đi. Dạ. Còn mình thì tải cái app này về liền mới được. Rồi bạn này rồi vô sát đây nè. Đây nè, Duolingo nè. Anh Chí ơi. Stop. Bữa nay nói chuyện với anh thì phải nói bằng tiếng Anh, chứ anh không chơi tiếng Việt. Em hiểu không? Dạ. Can you give me a sút thầu khó? Alo Vinh, cứu tao. Sút thầu khó là gì vậy? Ok. Sút thầu khó on the table over there. Mình thấy thử thách này nó áp lực quá các bạn. Nhưng mà cũng hay, vừa quản lý tụi nhỏ là vừa học được tiếng Anh. Bạn.
giờ đó banh mạnh chết luôn á. Để tao chạy chồng uống nước cái nha. Ê đại, gì mày? Mày có biết câu tiếng Anh em khát nước làm sao không mà chạy chồng vậy? Biết chứ, hồi nãy con Phương nó có nói là I am thirsty là tôi khát nước nha. Sai, I am thirst. Xin lỗi người bồ. Nhưng mà tóm lại là thirsty thiếu ở giữa là sai. À, mà hồi nãy mày nói cứ ứng dụng gì mà học tiếng Anh ở trên điện thoại hay dữ lắm, mày chỉ thôi, tao quên tên rồi. Mày lên CH Play nhắn là Duolingo. Đây là phần mềm học tiếng Anh hay lắm, xài miễn phí luôn, còn hỗ trợ 40 loại ngôn ngữ khác nhau nữa. Mày muốn học tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật trên đó đều có hết. Ừ, được, chút xíu tao sẽ tải, bây giờ tao đi uống nước cái nghe. Tao cũng được. Mr. Wang, I am thirsty. I know. Thirsty. I know. What do you mean? À, I am thirsty. I need water. Ok. Cái gì vậy, mày uống dữ vậy? Trời ơi. Nhanh đi Ngọt. Are you hungry? Yeah, I'm hungry. Ok. Chết tiệt. Thằng Kiều. Rồi, chết tiệt nha. Thằng Kiều. Rồi, chết tiệt. Ăn đi á. Nhúng mì, nhúng mì. Có cơm mì ăn đi, giờ lấy chiếc xôi đâu ra cho mày nhúng mì. Nhúng mì là ngon lắm đó, hiểu không? Nhúng mì, nhúng mì, nhúng mì, nhúng mì, nhúng mì. Nhúng mì. Đang chơi vui mà có á tiếng cầm điện thoại làm gì đắng vậy? Cùng tìm cách độ học phù hợp với bạn nhé. Đây là lần đầu bạn học tiếng Anh, bạn đã biết một chút tiếng Anh. Milk. Milk. Milk, milk là sữa. Bấm kiểm tra coi. Yeah, đúng rồi nè. Công nhận phần mềm này dễ xài dễ học chứ trời. Mấy chị học tốt tiếng Anh rồi, cứ để mấy chị đá cầu đi, còn mình thì ngồi đi học. Coffee and milk. Coffee and milk. Cà phê và sữa. Và nè, sữa. Kiểm tra. Chính xác rồi nè. Dễ là 5 phút một ngày, vừa là 10 phút một ngày nha các bạn. Tiếp tục luôn nè. Bạn đã biết gì một chút tiếng Anh. Bắt đầu. Bố của tôi thì thắt. Lộn thì nó đã lộn đi thắt nữa. Mai nè. Father nè. Y nè. Sọt nè. Kiểm tra. Đúng rồi. Đại hôm nay học chăm chỉ dữ ha. Coi học nhiều nhiều vô nữa. Tới thi chỉ hai đứa tao nha mày. Còn mì là noodle. Ghép lại là spicy noodle là mì cay. Để em đi cho. Mr. J. Can you take me 200,000 to eat spicy noodle? Có cái vụ gì nói tiếng Anh xin tiền để đi ăn hàng nữa vậy trời. Trời ơi, nữa thì chờ. Trời ơi. Cho con bố tô mì cay nha. Rồi, có ngay. Trời ơi, thôi hả? Lâu lắm mới đi ăn mì cay đó. Nhờ công của chị đó. Trời ơi, thơm quá à. Ăn đi mấy chị ơi, em đói quá à. Ăn đi. Sau khi ăn cơm trưa xong nghỉ ngơi một chút xíu thì bây giờ team mình đã có sức lại rồi nè. Có sức rồi, bây giờ tụi mình làm gì đây? Trong đây có nào không biết bơi không vậy? Ai hết rồi. Vậy thì mình đi tắm sông đi. Ok, we go swimming.
Oh my god, sao nó giỏi vậy? Mày nghĩ tao là ai? Là ai? Đại heo. Cái tên đại heo tao đã bỏ lâu rồi. Từ nay tới đi mày hay gọi tao là đại yến liền. Đi tắm nè ông nội ơi, đứng đó nó xàm hoài. Đi rồi, đi. Đi. Three, two, one, go! Gâu là lạnh, mày nói cái gì mà gâu gâu vậy? Mới nói tiếng Anh có một ngày thôi mà đầu óc căng quá các bạn ơi. Vậy thôi mày tán dụng Duolingo này học với tao đi. Mỗi ngày chỉ cần bỏ ra 15 phút là có thể cải thiện được trình độ tiếng Anh rồi. Anh Vinh đi, đợi chẳng thể chẳng lại đi. Anh Vinh ơi, tụi em tới. Tụi em tới nè. Rồi sau một ngày nói tiếng Anh thì giờ bên team nữ nè, Chí báo cáo trước đi. Ok. Thì tôi thấy trong team nữ ngày hôm nay á, trình độ tiếng Anh của Thảo với Á Tiên là tệ nhất. Nhưng mà được cái Á Tiên rất là giỏi học hỏi chăm chỉ nha. Không biết cái gì hỏi liền cái đó. Còn trình độ của Tiểu Dương giỏi nhất ở đây, rất nhiệt tình chỉ cho các bạn. Ok. Được cái mạnh dạng trao đổi trực tiếp với tôi luôn nè. Rồi vậy là tốt rồi, tốt rồi. Tiểu Dương ngày hôm nay. Rồi, còn cái đội Nam. Cái đội Nam này á là ban đầu A Đại là cái thằng học dốt tiếng Anh nhất. Nhưng mà ngày hôm nay tao thấy nó rất là chăm chỉ nha. Sau cái bữa ăn trưa nó còn ngồi mở cái app lên học tiếng Anh thêm nữa. Còn cái trình độ của ông Tiểu Hùng là tệ nhất trong nhóm ngày hôm nay. Cho nên là phải học hỏi thêm và rèn luyện để thi học kỳ cho nó tốt nha em. Rồi, vậy thì đội Nam này đây là đại bước lên đây Tiên Dương đại ca. Còn bên đây Tiểu Hùng nè. Sắp tới nè, tương lai của mình là người nước ngoài người ta qua bên đây chứ lại tương lai khoa học công nghệ nó phát triển rồi mình đi du lịch là chuyện giống như đi chợ vậy đó. Đúng bây rồi. Giờ không biết tiếng Anh rồi bây giờ đi nước ngoài du lịch làm sao đâu. Đúng chưa? Rồi cố gắng trao dồi này kia cái nọ. Rồi thôi bye bye các bạn đi Vinh ơi, cũng chịu rồi. Bye bye thì mình cũng phải giới thiệu cho các bạn một cái ứng dụng học tiếng Anh rất là hay, đó là Duolingo. Yes. Thứ nhất nó miễn phí. Cái thứ hai đây là một cái ứng dụng mà hầu hết các quốc gia trên thế giới người ta đều sử dụng nó để học tiếng Anh. Đó, cái thứ ba nó là nó hỗ trợ lên đến 40 loại ngôn ngữ khác nhau. 40 loại ngôn ngữ khác nhau lận nha. Bây giờ còn đợi gì nữa, không tải về xài ngay đi các đúng bạn rồi. Còn bây giờ thì mới là bye bye nè. Đừng quên đăng ký kênh, bấm like với bấm cái chuông ủng hộ kênh mình. Bye bye, hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Bye bye. Lại vô đi. Đâu. Chơi cảm giác mạnh lắm các bạn ơi. Quá đã luôn các bạn ơi. Đó, bây giờ tiếp theo là giờ anh em muốn chơi trò gì nữa nè. Đi vòng vòng đi, có trò gì chơi trò đó chứ. Trước này, không biết đâu. Trước luôn đi. Chơi trò đó. Đây. Xong rồi. Nhớ đăng ký kênh bấm like với bấm vào cái chuông thông báo nha các bạn. Rồi, đi tiếp đi. Tính ra cái ống nó ngoằn ngoằn vậy mà Chí dám trượt gan vậy. Chí nó nhỏ. Nhưng mà cái gan nó bự. Hồi nãy mình trượt xuống nó nước. Nó tới rồi kìa. Đâu. Thì đi ra nè. Đi ra.